tiết mục Bác sĩ cây trồng với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Bác sĩ cây trồng. Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Thưa bà con, tuần trước bà con đã nghe Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp, trao đổi về tác hại của con sùng trắng. Mở đầu chuyên mục hôm nay, phóng viên Phước Tiến và Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp, sẽ tiếp tục trao đổi về cách phòng trị đối với con sùng trắng này. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, trong chuyên mục tuần trước thì Thạc sĩ cũng đã nói và giới thiệu về con sùng trắng và tác hại của nó. Vậy thì trong chuyên mục này xin Thạc sĩ chia sẻ về cách phòng trị và đối phó đối với con sùng trắng hay còn gọi là con bọ hung ạ. Kính thưa các bác nông dân, thưa các bạn nghe đài, thưa anh Tiến, trong hôm nay thì chúng tôi cũng xin trình bày một phòng trị các đối tượng sùng. Đối với phòng trị thì thưa xin thu thật với các bác là đối với con sùng là đối với phòng trị đó là hơi khó khăn đó. Là chúng ta phòng trị thì phải áp dụng nhiều biện pháp, còn thuốc là đối đế lắm là chúng ta dùng thuốc, nhưng mà nếu chúng ta làm không kỹ đó thì cái thuốc này nó hiệu quả nó cũng không như chúng ta mong đợi đâu. Thành ra là chúng ta phải phòng trị sớm đó, ngay từ đầu vụ. Phòng trị bằng cách nào? Thứ nhất là chúng ta luân canh những cây trồng khác họ, chẳng hạn như là cây đậu, cây rau, cây lúa. Thì tôi nói là nếu có điều kiện nha, chứ còn bà con nào mà trồng mía mà trồng quanh năm thì cái chuyện này mình chịu thôi. Còn nếu mà mình trồng ít thôi, có thể mình luân canh được thì mình luân canh với cây trồng khác. Biện pháp thứ hai là khi chúng ta chuẩn bị đất, chúng ta cày sâu, chúng ta vùng cái lúa lên, chúng ta thu nhặt cái tàn dư thực vật còn sót lại của vụ trước đó. Và khi ta làm đất như vậy, thỉnh thoảng mà tôi thấy có những con sùng như đất mình cào đó, mình thấy mình bắt nó luôn, bắt nó luôn trước khi mình đặt hôm. Rồi khi chúng ta thời vụ, chúng ta trồng đúng thời vụ các bác, trồng đúng thời vụ, trồng tập trung. Chứ còn nếu mình trồng lẻ tẻ đó, thì cái nơi mình trồng, cái chỗ mình trồng sớm thì có nhiều con bọ hung. Thành ra chúng ta nên chú ý là chúng ta trồng đúng thời vụ, trồng tập trung. Nếu có điều kiện chúng ta, nếu mà cái điều kiện chủ động nước thì chúng ta tưới ngập nước cho bọ hung nó chết. Và biện pháp thủ công nữa là nếu nó nhiều quá thì bắt bằng tay các bác. Chứ còn thuốc cũng không xuể đâu, bắt bằng tay. Có thể dùng cái bẫy đèn. Và biện pháp này chúng ta cần làm liên tục một vài tuần á, và làm đồng loạt từ nửa đêm đến chiều tối anh bắt đi thì nó sẽ bớt đi, nó bớt đi nhiều. Và cuối cùng là chúng ta dùng thuốc, thì hiện nay có nhiều gốc thuốc hóa học có thể trừ được con trùng này, nhưng mà tôi nói là nó còn tùy vào cái cách mình áp dụng đó. Nếu mình áp dụng mà không đúng thì hiệu quả nó không có đâu. Bạn có thể sử dụng những thuốc mà có tính xông hơi, chẳng hạn như là cái Shagen 6G hoặc là Sagospe 3G, hoặc là cái Diafos, mà hiện nay là Diafos ta cấm rồi. Ta có thể dùng cái gà nồi 4G, tức là cạc táp. Chúng ta rải theo hàng. Hoặc là chúng ta vung luống lên. Mà trước khi chúng ta rải, chúng ta nên xới nhẹ nó lên. Xới nhẹ lên mình rải thuốc, rải quanh luống, rải theo hàng, lấp đất lại. Hoặc là mình bón vào gốc, cũng phải xới đất nhẹ lên, rải thuốc, lấp đất lại. Đó, rồi sau đó chúng ta rải thuốc rồi chúng ta tưới nhẹ nó xuống, để cái thuốc nó thấm nước, nó trôi xuống đất, nó bốc hơi lên để diệt con sùng. Cái lượng dùng bao nhiêu thì tùy cái cây trồng của mình, có thể là tùy theo cây mía, tùy theo cây khoai lang, tùy theo những cái loại cây khoai mì vân vân. Thì lượng dùng của nó là phổ biến là khoảng 20 đến 40 kg trên hecta các bác. Tùy lượng dùng, còn tùy cái sùng nó có ít hay nhiều nữa, mà cái liều lượng mình có thể gia giảm chút ít. Thì trên đây thì chúng tôi cũng vừa trình bày các bác cái đối tượng là sùng trắng hại trên cái cây có củ đó. Hoặc là cái mía, cái khoai lang, cái khoai mì. Chúng tôi hy vọng là cái thông tin này cũng sẽ giúp cho các bác có thêm thông tin để chúng ta trị cái con sùng trắng này khi mà cái mùa vụ nó chuẩn bị nó bắt đầu, chuẩn bị nó đến. Cảm ơn các bác nông dân và các bạn nghe đài. Cảm ơn Thạc sĩ. Bà con và các bạn vừa nghe Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp, trao đổi về cách phòng trị đối với con sùng trắng.